Tu đạo cần có tâm kiên trì không đổi. Vạn Phật Thành ngày 6 tháng 6 năm 1982. Thân cây mỗi ngày mỗi cao lớn, nhưng ta không thấy sự sinh trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, chờ đến 10 năm hoặc 100 năm sau, thì cây đó biến thành vật hữu dụng. Cây thì vậy, người tu đạo thì cũng thế. Đừng quá gấp gáp, đừng nghĩ rằng hôm nay tu hành thì ngày mai khai ngộ. Chẳng phải dễ dàng như vậy đâu, mà cần phải ngày ngày tu luyện, ngày ngày trau dồi, chẳng cần biết là có tiến bộ hay không. Không thối lui có nghĩa là tiến bộ rồi. Chỉ cần làm cho vọng tưởng mỗi ngày giảm bớt thì đã là tiến bộ rồi. Dục niệm mỗi ngày mỗi ít thì đó là tiến bộ rồi. Tham sân si mỗi ngày thối lui tức là tiến bộ rồi. Đừng có muốn mau, muốn chóng. Cho nên nói, kỳ tấn duệ giả, kỳ thối tốc. Nghĩa là tiến càng nhanh thì lùi cũng rất mau. Tới thật mau, tức là lùi cũng mau, cho nên cần phải có cái tâm hằng thường mà tu hành, ngày ngày phải sám hối để sửa đổi lỗi lầm. Nhất nhật vô quá khả cải, tức nhất nhật vô công khả tạo. Nghĩa là, một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức. Cho nên, tu hành cần phải trừ bỏ tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi những tư tưởng lầm lạc, khiến cho trí huệ quang minh, bản hữu của mình mới xuất hiện. Trí huệ quang minh này người nào cũng có cả, nhưng rất tiếc là bị vô minh che khuất. Khi không thể dùng trí huệ quang minh này bởi vô minh che phủ, sẽ làm cho mình cứ muốn chụt xuống, không muốn đi lên. Nếu hiển lộ được trí huệ thì tự nhiên mình sẽ tiến tới, đi lên mãi. Đó gọi là nghịch lưu, tức là đi ngược dòng nước. Cho nên, tu hành không phải chỉ có một ngày một đêm, mà cần phải hàng giờ, hàng phút, hàng ngày. Buổi sáng như vậy, buổi chiều cũng như vậy. Năm này tháng nọ đều tu hành như vậy, hằng thường bất biến. Thời gian lâu rồi thì mình mới trưởng dưỡng được trí huệ bát nhã. Đừng nên một ngày nóng, 10 ngày lạnh, một ngày tu, 10 ngày nghỉ. Nếu như vậy thì chẳng thể thành tựu được. Phải như thân cây mỗi ngày lớn lên một chút, ngày ngày đem lòng thành mà tu hành. Trong thời gian tu hành, nếu gặp những cảnh giới gì, dù ma chướng hay nghịch duyên hoặc thuận duyên, cũng phải thản nhiên, bình thản. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, mình đều phải tinh tấn, coi mọi sự vật đều như đang nói diệu pháp cho mình. Nếu hiểu được mọi vật đều thuyết pháp cho mình, mỗi diễn biến đều là bài pháp, thì sẽ biết được sự kỳ diệu mà ngôn ngữ không thể diễn tả được. Nếu hiểu được vậy thì sẽ biết được bản lai diện mục của chính mình, biết được con đường về nhà rồi đó. Cho nên, mượn pháp thế gian mà vượt khỏi pháp thế gian, không bị vạn pháp làm mê lầm, không bị mọi hình tướng làm mê hoặc. Lúc tất cả cảnh giới tới, nếu mình bình tĩnh sáng suốt, không bị chướng ngại, thì lâu ngày trí huệ của mình sẽ hiện ra. Nguyên nhân mà trí huệ không hiển lộ là do mình không chịu dấn bước tới trước mà tu, chỉ muốn thụt lùi. Gặp duyên lành thì lại nghi ngờ không quyết định, gặp phải duyên ác thì liền chạy theo, cho nên mãi mãi lưu lạc trong lục đạo luân hồi mà không cách gì siêu thoát được. Càng bị hãm vào thì càng dấn sâu thì chân càng lún, kéo không ra nổi, cho nên nếu thấy thông suốt thì lại không buông bỏ được, cuối cùng không thể tự tại giải thoát được. Do đó, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, hồ đồ sinh ra, hồ đồ chết đi, trong khoảng thời gian đó mình không biết làm gì, chỉ toàn là chuyện điên điên đảo đảo, tìm không ra cái lý do chính đáng. Các vị, cuộc sống con người nếu vậy là cuộc sống hồ đồ, chỉ toàn là vì danh, vì lợi, vì sự thành công của chính mình. Kỳ thật, việc người thế gian cho là thành công thì thánh hiền cho là thất bại. Cho nên, hễ có nợ nần thì phải dáng thanh toán cho phần mình. Mình phải làm một người hoàn toàn sáng suốt. Khi sáng suốt thì phải vĩnh viễn sáng suốt, do đó mới phá được cửa sinh tử, ra khỏi vòng luân hồi. Như vậy mới là cung cách của bậc đại trượng phu. Sắc mô đi sô hoa.